Chào các bạn nha, chào các bạn về lại với kênh của Điện Thoại Số. Hôm nay mình sẽ làm clip thay một lưng con Mi 10 Ti Lite nha các bạn. Đó, trên tay mình đang cầm là con Mi 10 Ti Lite nha các bạn. Đó, cái này khách xài bị rơi vỡ, dập nát chỗ này luôn nha các bạn. Đây, hôm nay mình sẽ làm clip thay cái mặt lưng con này nha các bạn. Đây các bạn, mặt lưng neo bên mình nha các bạn. Lưng này là lưng zin nha các bạn. Cái lưng này các bạn nào mà muốn mua về thay các bạn liên hệ bên mình nha. Lưng này các bạn mua về thay có keo sẵn luôn ạ. Các bạn lột cái miếng tanti này ra, các bạn ập vô là nó ok luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo lưng ra cho các bạn xem nha. Lưng này tháo cũng đơn giản các bạn. Đó, mình sẽ dùng miếng ni lông mình luồn vô cái khe sườn với lại khe lưng các bạn. Mình đẩy là sẽ tháo được cái lưng, từ tháo được cái lưng rồi. Con này bên mình thay lưng tầm khoảng 30 phút nha các bạn. Các bạn nào đến bên mình thay, các bạn có thể ngồi đợi đây lấy luôn cũng được. Đó, mình có mí rồi xong cái mình dùng lá bài các bạn, lá bài cho nó cứng các bạn. Mình đẩy cho nó nhanh. Đây các bạn, mình đã tháo được một lưng của máy ra nha các bạn. Lưng mình tháo ra, keo nó dính lên cái mặt lưng cũ hết trơn, cũng sạch sẽ nha các bạn. Nó mình sẽ xin sơ nữa là xong. Rồi mình tháo vậy xong, giờ mình sẽ lột cái keo chỉnh lên cái lần ti chỉnh lưng mới cho mình đập vô là hoàn thành thôi, cũng đơn giản nha các bạn. Mình sẽ vuốt cho cái mặt lưng với lại cho mặt lưng keo rồi nó dính lại vô cái sườn các bạn. Đây các bạn, vậy mình đã hoàn thành xong rồi đó các bạn. Đó, vừa rồi mình đã giới thiệu đến các bạn cái quá trình thay mặt lưng con Xiaomi Mi 10 Ti Lite bên mình nha các bạn. Đó, các bạn nào thấy hay các bạn hãy like và chia sẻ ủng hộ mình nha, để mình làm những cái clip nào mới hay cho các bạn xem, các bạn tham khảo. Rồi mình tạm biệt các bạn nha, hẹn các bạn ở những clip sau nha.